31 32 nghìn cái này. Xem cái này cho về giá năm thử cái xem nào. Ở đây có cái con mực mực mình mua bên này. Về làm cái gì đây? Cái này khoảng 48 nghìn một cái bọc này. Đấy cái này nữa này. Cái này như nó cũng vậy sao? Cái này cho vào chấm nước chấm. Cái này khoảng 55 56 nghìn. Lấy nhầm hai cái đó. Mình quên lấy nhầm hai cái xoàn. Đây có cá này, cá này 63, con cá này 68 này. Khoảng 54 55 nghìn. Khoảng 50 nghìn nhưng mà cái con này to hơn đấy. Nhìn đấy cái con này. Cái con này còn đỏ không? Này nghe có hạn sử dụng nhưng mà ăn uống vẫn thoải mái, bình thường. Đầu tiên là lấy 4 cái này. Nhìn cái túi này, chẳng lấy một cái túi này nữa. Mua nhiều đồ luôn. Đây, đây là cái túi thải này, nó nọ mua một túi nữa. Rất là ngon luôn. Ở đây chỉ có cái vải này. Vải này. Cái này là cái quà gì đó. Chả biết. Có cả chút bát chút này. Chút bát chút mini luôn. 60.000 cần 60.000 cái túi này này. Đây men tút và chút bát chút tổng hợp luôn. Rất là hay. Đây là một cái men tút.
tốt. Mình sẽ lấy một cái túi này đi. Cái này là mật ong phải. Mình sẽ chọn này ngon. Cái này chắc là cả sữa. Mình sẽ lấy một cái túi này nữa. Này, cái túi này. Sẽ mua cái sữa kia nữa. Xem mình đã uống cái nắp xanh xanh. Chúng ta sẽ mua cái nắp này. Ok. Đây gái xinh. Đây có cả thuốc luôn này, này. Các cái loại thuốc. Và cái siêu thị này mình thấy có thuốc, còn cái siêu thị cũng bếch mắt bên kia không thấy có thuốc. Có cả sơn. Sơn, sơn sủi này nó ăn. Bên này là yêu mực to. Đi tìm kem. Sớm ăn kem. Kem ở đâu? Kem ở đâu? Làm quá. Ừ, kem. Ừ, chứ. À đây đây đây. Kem đấy. Ở cái kem mình mọi khi mình hay ăn đâu ở bên này không có. Có cái kem này đấy. Đây là cái kem bò đi. Khoảng 22-23 thì đây là cái kem bò này. Một cái đây. Đây nhiều hơn nhưng mà thôi. Này rất nhiều đồ này. Cực kỳ nhiều đồ luôn. Làm về sớm đấy, mà muốn nhìn, nhìn này đấy. Được khuyến mại các bạn ạ, lấy thêm một túi là không mất tiền. Lấy thêm một cái túi này nữa không? Người ta tặng mua 2 tặng 1 ấy, người ta vừa bảo thế này. Lấy thêm một túi này không mất tiền. Em nãy được 8 một khoai. Trắng xinh. Mua 2 tặng 1. À mua 1 người tặng 1 không mất tiền. Người ta vừa làm nỗi cái chỗ của người kia, cái tính cảm của mình ấy. Thế này này, phải đi lấy cái kem khác, lấy cái kem khác, nhưng mà cái kem kia nó tan rồi nè. Ra lấy hàng rồi về đó. Cái này hết tất cả là 656 khoai thì khoảng 520, tầm 520.000 đấy, hơn 520.000 đấy các bạn thấy mỗi lần mình rảnh, mình mua rất nhiều đồ. Cái này là máy Ibao xoang Ibao, tức là mua một được tặng một chứ không phải mua hai tặng một, nhưng mua một tặng một thế này là 80 khoai núi. Thôi mình nhảy đi về đây. Đấy, cái kem đó, kem ăn mất là tan mất. Ở đây không ăn được giờ đang dịch ấy. Đấy. Ok, mình sẽ kết thúc video này ở đèn xì nhé. Các bạn nhìn thấy cái khu có đẹp không? Rất đẹp luôn đấy. Bây giờ mình đi về đây. Đấy, vẫn là cái siêu thị Big Mart này thôi. Mình gắn bó với cái siêu thị này nhiều lắm, mình thích đi cái siêu thị hơn, đi chợ là không sợ. Mình đi siêu thị ấy, cho nó an toàn. Chả biết nó có an toàn không, nó cũng như nhau nhưng mà mình vẫn thích đi siêu thị hơn đấy thì. Ok, mình sẽ kết thúc video đây. Đây là tiếp tục một cái video đi chợ, đi siêu thị của mình đấy. Thì tạm biệt tất cả bạn ơi, bye. Đống đồ rồi, về đây. Đấy, nồi nước. Bây giờ mình sẽ bật bếp. Nồi nửa lên.
trong thời gian chờ thì cái này thì bóp chanh với cả gừng cho nó đỡ mùi tanh đi này. Đây là gừng mà xả thái ra để ấy. Xả được chưa? Và gừng thái nhỏ thì ta sẽ cho vào đây. Quay lại cam. Hỏng rồi, hỏng rồi, nó chảy nước, nó có nước ở trong. Ăn đau bụng chết rồi. Ăn sôi rồi. Thế. Wow, đang để âm 2 phút. Giờ chắc cũng được rồi, nó co lại đấy tí. Thơm lắm. Thơm 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 thơm. Vịt nấu ra cái. Thơm ngon thơm. Combo này mình chuẩn luôn. Kể nó có mù tạt cho vào thời điểm nhưng mà mình không ăn mù tạt đấy. Cho lại. Bí chanh này. Sạch. Ít ít luôn. Ngửi thấy mùi mẻ thôi, toàn thấy mùi mẻ thôi. Đây ngửi mới thấy cái mùi mực thì thơm.